Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2024. Trước hết là chúng ta vào một cái câu chuyện về một cái vụ nổ trong không gian mà hiện nay Quốc hội Mỹ đang muốn Bộ Quốc phòng báo cáo về cái vụ nổ này. Thì Hạ viện Quốc hội Mỹ đã mời người đứng đầu của Lầu Năm Góc, đó là ông Lloyd Austin, là Bộ trưởng Quốc phòng, báo cáo chậm nhất là vào ngày 28 tháng 2 năm 2025 về cái hậu quả có thể xảy ra cái vụ nổ hạt nhân ngoài vũ trụ. Dự thảo ngân sách của Quốc phòng Mỹ cũng như cho năm tài chính tiếp theo cũng nêu rõ rằng là Ủy ban lựa chọn Hạ viện rất là lo ngại về các báo cáo gần đây về các vũ khí mới của Nga, mà loại vũ khí này được cho là sẽ đưa vào không gian với sự giúp đỡ, với sự trợ giúp của cái vụ nổ hạt nhân mà có thể phá hủy các vệ tinh quỹ đạo của Mỹ. Về vấn đề này thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phối hợp với các cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia nộp báo cáo vào ngày 28 tháng 2 sáng năm về tất cả các cái vụ việc liên quan về cái hậu quả này. Còn Trung Quốc thì cũng đang nói Mỹ là ngừng có lan truyền về những cái tuyên bố sai lệch về hành động của Trung Quốc đối với việc tăng cường vũ khí của Washington trong không gian. Và Mỹ cũng đã bác bỏ cái ý tưởng mà sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cái điều khiển vũ khí hạt nhân. Thì có thể nói rằng là Nga đang rất tự tin về cái hạt nhân, có thể nói là tức là cái công nghệ vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Cho dù Mỹ và Anh và Pháp cộng lại thì các cái số lượng mà cái đầu đạn hạt nhân hiện nay ở dưới đất ấy, thì nó cũng là bằng hoặc là thậm chí còn hơn Nga. Nhưng mà nói về cái độ tiên tiến, về cái công nghệ mà coi như mới thì có lẽ là Nga luôn luôn vượt trội và tức là đi trước một bước. Có một số chuyên gia quân sự của Mỹ nói rằng ấy, là đừng có nên đe dọa Nga. Để trong cái này chúng tôi cũng nói vào tối hôm qua, tức là hồi khuya 23 giờ hôm qua, trong cái bản tin số tập 1160 thì cũng đã nói, tức là hiện nay gần như là toàn bộ cái khối phương Tây là người ta đồng loạt là gửi cái cho phép Ukraine là tấn công Nga bằng cái vũ khí của họ. Thì trước đây ấy, thì cũng như mọi lần thôi, phương Tây là cái bài của nó là như vậy, tức là thằng này cho thì thằng kia không cho, thằng này đồng ý thằng kia không đồng ý, nhưng mà cuối cùng rồi tất cả sẽ đồng ý. Đấy, tức là nó bày đàn theo cái lối bày đàn. Thế thì khi mà mới đầu mà nó đưa ra một cái học thuyết hoặc là đưa ra một cái cách ứng xử nào đó đối với Nga thì bao giờ nó cũng có là thường là một bước đưa ra thôi, sau đó bị các nước khác dập. Ví dụ như Anh nói là đưa ra cái tôm sa đồng, tức là tầm xa, thì các nước khác không đồng ý, kể cả Đức đến bây giờ cũng không đồng ý. Nhưng về sau là bây giờ là Anh xong rồi, ok rồi, Đức là cái scale, tôm sa đồng của Anh xong rồi, Đức là scale, và bây giờ là attachment của Mỹ. Đấy, rồi bắt đầu là không được cho máy bay, rồi bây giờ bắt đầu rất nhiều nước cho máy bay. Rồi bây giờ là đến lượt cái gọi là cho vũ khí tấn công vào, thì là bây giờ là một số nước không đồng ý, thì bây giờ lại đồng ý. Rồi Pháp là đưa quân vào, thì cả NATO không đồng ý, thì bây giờ là có Ba Lan rồi ba nước Baltic đồng ý và một số nước khác thì đang do dự. Tức là đấy là cái bài của phương Tây, tức là nó sẽ đi từng bước và đi thăm dò hoặc là thậm chí còn tung hứng kẻ này đồng ý kẻ kia không đồng ý, tức là giống như có vẻ như là đang mổ xẻ, đang phân tích cái nguy hiểm, cái không tốt, cái không hay đấy, như vậy. Đấy thì bây giờ là coi như là chính cái chuyên gia Mỹ đã nói là đừng có đe dọa Nga. Bởi vì trong cái cuộc này là họ rất là nghiêm túc và họ làm rất là bài bản, có đầu có đuôi, chứ không phải là coi như là cái hứng lên là coi như là tung là hứng kiểu như vậy đâu. Nếu cứ đe dọa thì là coi như là Mỹ càng chứng minh mình là hành xử ngu ngốc. Khi mà cái mọi chuyện nó đã vãn hồi, khi mọi chuyện đã xong hết thì lúc đấy mới thấy mình ngu ngốc, thì thà thấy ngu ngốc trước đi mà rút lui. Nó là như vậy. Còn nếu mà tiếp tục ép Nga về cái vấn đề Ukraine thì rồi quý vị sẽ thấy là Ukraine sẽ không còn tồn tại trên thế giới này, không còn trong bản đồ này. Hay nói cái khác là vẫn còn Ukraine đó, nhưng mà nó không phải là Ukraine nữa, nó không còn cái tên nó nữa và nó không còn là chính nó. Tức là chứ không thể là biến là cắt cái miếng đất này là quăng đi đâu được, nó vẫn là ở đây nhưng mà nó không còn gọi là Ukraine nữa, có vậy thôi. Tức là thành một quốc gia khác, một quốc gia nó thuộc Nga hoặc là một quốc gia thân Nga, tóm lại nó không liên quan gì đến quý vị. Đấy là một cái cách đề cập. Một cái nữa là ví dụ như là bây giờ đánh vào các cái cơ sở mà coi như mắt thần, hoặc là các cái cảnh báo tên lửa hạt nhân, cảnh báo sớm, rồi hay nói cái khác là coi cái hệ thống coi như là
tức là phòng thủ hạt nhân, tức là cái hệ thống phòng thủ chiến lược hạt nhân. Thì bây giờ đánh, thì bây giờ bắt đầu bên Mỹ, Anh và Pháp và Đức rồi những các nước khác là cứ cũng kẻ nói tung kẻ hứng, thì bảo thằng Ukraine quá dại, tự nhiên đi đánh vào mấy cái chỗ đấy có phải chết không, đánh vào thế này là nguy hiểm cho Ukraine, đánh vào các cái cơ sở hạt nhân mà phòng thủ mà cảnh báo sớm nọ kia thì ảnh hưởng cho cả nước phương Tây. Nó mà điên lên cái là nó lại nó mốc luôn cả cái hạt nhân, cả thế giới này để đi luôn, cả cái châu Âu đi luôn, quá dại đi. Đấy. Thì chúng ta phải phân tích ra, thế là thế là họ họ cũng có quá có trách nhiệm trong cái vấn đề là lo cho cái hạt nhân của Nga, lo cái phòng thủ hạt nhân của Nga quá, cho nên họ mới nói như vậy chứ. Đấy. Và thấy thằng kia nó dại, còn họ thì rất là khôn, nó khôn thật. Bởi vì sao nói như vậy, có nghĩa là đây là cái chuyện này, là cái chuyện thằng này nó tự nghĩ ra, nó coi như nó ngáo nó chơi thôi, chứ còn bọn tôi là cái người là đứng đắn, là tinh hoa, là coi như cái người mà bề trên là thấy rất rõ cái mối nguy hiểm đó. Nhưng mà thực ra nó nói như vậy để làm gì, để cho nó nói, nó muốn chứng minh rằng là họ không có liên quan, họ không có liên quan về cái chuyện này, vậy thôi. Cho nên đánh thì đánh thằng Ukraine, chứ đừng có đánh bọn tôi. Chứ bây giờ mà tự nhiên nó la mắng cái thằng này, mà thằng này bây giờ thậm chí còn nó lại mang, đang bảo là sử dụng cái vũ khí của tao đánh vào đất Nga, sâu vào đất Nga. Thì đánh vào đất Nga là đánh cái gì? Đánh người dân à? Đấy, cho nên nó nói thế để cho nó gọi là gì đấy, tức là vậy cái trách nhiệm đi, là không thuộc về chúng tôi. Đấy. Mà rõ ràng mà nó cứ cái kiểu như thế này, cứ nhờ cái tay thằng này mà cứ vặt hết cái nọ cái kia của Nga đi, thì rõ ràng là chúng ta thấy là lúc đấy mới biết chúng nó là ai. Khi mà chúng mày mù hết rồi, chúng mày điếc hết rồi, chúng mày là coi như không gọi là lực bất tòng tâm rồi, thì lúc đấy mới biết chúng nó là ai. Chứ bây giờ thì lại tung lại hứng lại theo cái kiểu như vậy là không nên. Không nên như thế. Chứ nếu mà tiếp tục có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm nữa thì chúng ta càng hoan nghênh, và lúc đấy là chúng nó mới nhảy vào. Đấy, cho nên cái chỗ này thì không phải là Nga không biết, nhưng mà riêng cái chỗ Amavir này á, chỗ Krasnodar này, theo tôi thì cái này là nó cũng lại bị gần như loại biên rồi, mà Nga để trơ đấy để cho mình sơi. Mình sơi thì chúng ta biết là cái UAV mà nó lao vào đấy thì cũng giống như ném cái cục gạch vào một cái nhà bê tông ấy thôi. Đấy. Nó có thể nó cũng có sức có mẻ chứ phải không, nhưng mà để mà coi như để mà không dùng được bỏ đi thì không có. Nhưng mà riêng cái chỗ Orsk thì nó cũng có những cái gọi là ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà tôi thấy là cái chỗ Orsk này thì người ta cũng có một cái khác rồi các bạn chưa? Một cái khác ở gần đó mà tôi thấy nó nhìn nó cứng cáp, và nó có vẻ như nó gần như không phát hiện ra. Đấy, tôi thấy cái hình ảnh đó rồi. Còn cái mà là bị tấn công ấy, thì nó cũng không phải phá hủy gì được hết, nhưng mà có cái là nó cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà tôi nghĩ cái đấy bây giờ là cái khả năng mà Nga làm giả rất là nhiều. Bây giờ đặc biệt ở các sân bay hoặc là các cái F-400, nói chung là các cái hệ thống phòng thủ và tấn công của Nga hiện nay là người ta che chắn rất là tốt. Và đồ giả rất là nhiều. Thì tất nhiên cũng có những cái đồ thật, nhưng S-400, S-300 là cũng có những cái đồ thật chứ không phải là không có. Đấy, thì nó có thể nói rằng là nó sẽ ảnh hưởng. Đấy, nhưng mà nghiêm trọng hay là lo như chúng ta lo thì tôi nghĩ không đến cái mức độ đó. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy là tiếp tục là tấn công Crimea và cái chỗ Zepatoria này, thì đã làm 10 cái trạm biến áp ở cái thành phố này mất điện, cúp điện hoàn toàn. Đấy, như vậy là họ cũng đang cố gắng là muốn lấy cái Crimea. Tất nhiên lấy thì giống như trong mơ thôi, nhưng mà người ta vẫn có quyền mơ. Đấy, các bạn nhé. Và hôm qua cái chỗ mà khu vực Kép này, đây có gọi nó gọi là bán đảo Kép đây, chứ không phải cầu Kép này, cầu là cầu Crimea. Crimea Bridge này. Còn đây là Kép, tức là nó là cái thành phố Kép đó, thành phố to. Tức là eo biển này nó lấy cái eo biển, cái có cái thành phố to nhất thì nó gọi eo biển Kép đó. Hay bên này nó là Taman, ví dụ như thế. Thì hôm qua lại tiếp tục tấn công ở đây, thì các Nga đã đánh chặn và các cái mảnh vỡ tên lửa nó xuống là rơi và hai cái xà lan ở phía dưới của cái cầu Crimea này. Theo một số cái thông tin của nước ngoài thì ngày hôm qua 29 tháng 5 thì Ukraine đã bắt đầu tấn công Nga bằng tên lửa Tom Shadow. Chúng ta biết Tom Shadow xưa nay chỉ đánh Crimea thôi. Đấy, chỉ đánh Crimea thôi, mà bây giờ nếu mà đánh vào trong này nữa thì là đó là tình hình nó khác rồi đấy. Cho nên nó lấn dần lên, là chúng ta cứ nghe dần là chúng ta không biết là nó có sự thay đổi rất là nghiêm trọng, nhưng mà ngày nào cũng Nga thì nó thành ra bình thường. Tôi lấy ví dụ như là
chỗ Palestine, chỗ Gaza đấy, mới đầu đánh âm một cái chúng ta thấy 1.000 người nó rất lớn, sau đến 1.000 người thứ hai thì cũng ghê, có người qua rồi 1.000 người thứ ba, rồi 10.000 người, rồi 11.000 người, 12.000 người thứ nhàn, thế là ngày mai nghe là thế nào 12.000 rồi, ngày mai thế nào 13.000 thế rồi, bây giờ là 36.000, thế nó nghe rất là bình thường. Thì đây nó cũng thế, nó lấn dần, nó lấn dần mà coi như nghe cũng thấy bình thường. Ở bảo nó ở mới đầu là thằng A nó bảo nó sẽ đưa quân qua, thế là nghe sùng chửi thằng Pháp, sau ngày hôm sau là thấy Estonia bảo đưa sân quân sang, xong tới ngày hôm sau là thấy được Ba Lan nói đưa quân sang, thế là đến khi ngày sau nữa mà nói thằng Litva đưa quân sang thì mình không nghe nữa, thấy bình thường, chuyện nhỏ bình thường. Đấy. Cho đến khi mà nó các cái pháo này thấy mới đầu là coi như là 40 cây số, sau đấy nó HIMARS là 80 cây, rồi đến 160 cây, rồi đấy là 250 cây, là 300 cây, bây giờ 400 cây, 500 cây, rồi bây giờ bánh vào sâu vào Nga, đánh vào cái khu vực Nga quản lý kiểm soát, sau đó đánh vào cái khu vực biên giới, rồi sau đó là đánh sâu vào trong lãnh thổ Nga, rồi là chúng ta nghe là 500 km, rồi 1.000 km, 1.300 km, rồi cái Oresk là 1.500 km, và sắp tới sẽ là 2.500 km. Nó thấy một cách như bình thường như vậy là nguy hiểm rồi. Đấy, cho nên là thấy là cái bình thường đấy là quá nguy hiểm. Tôi nói là hồi xưa Trung Quốc cũng vậy thôi. Thế, ví dụ như bây giờ nó muốn nó gọi là cái kiểu chơi của Trung Quốc, ví dụ nó vây một cái thành phố này đấy, hoặc là một cái đảo này ngoài kia, thì nó trồng một cái cây ở đây, tôi nói cái làng này nó trồng một cái cây đây thì không ai để ý hết. Thế ngày mai nó trồng một cái cây đây thì cũng chẳng thấy ai, cũng chả để ý hết. Thế bắt đầu ngày kia nó trồng một cái cây đây nữa thì không ai để ý hết. Thế là một tháng sau nó trồng thêm cái cây gần cái cây mà cái tháng trước nó trồng thì cũng bảo ở một cây thì cũng 2 cây. Đấy, rồi nó lại trồng cây đây thì bảo hồi xưa tháng trước, năm trước là nó trồng cây đây, bây giờ trồng cây đây không thấy gì hết. Thì cứ 5 tháng cứ qua đi, cứ năm cuối cứ qua đi thì cuối cùng là đây bị vây hết. Cũng thấy cũng bình thường, cuối cùng là vây hết sạch. Thì đây cái lối này bọn này nó chơi cũng gạn Trung Quốc rồi. Tôi nói tôi không thích là có nhiều người cứ nói là suốt ngày cứ lấy binh pháp tôn tử ra. Đấy. Tôn tử đó của bên Trung Quốc, bây giờ cái binh pháp gì tôi được. Thế là cả thế giới này cứ là bên Mỹ cũng nói là nó đang chơi kiểu tôn tử, rồi Nga bây giờ đánh cũng đúng theo kiểu tôn tử, rồi mai mốt được cái tôn ngộ không, các thứ đang hóa ra là cái nghệ thuật quân sự Trung Quốc là từ cổ chí kim, bây giờ cả thế giới phải học. Tôi không bao giờ tôi nói là cái binh pháp tôn tử có cái A cái B hay, nhưng mà không có nghĩa là Nga thắng trận này là đúng là áp dụng theo binh pháp tôn tử, thằng Anh nó đánh như thế là theo cái kiểu của tôn tử, rồi Mỹ rồi tôn tử, rồi cái gì chỗ nào Việt Nam bây giờ thắng Trung Quốc cũng là từ cái tôn tử. Cho nên là chúng ta nó được không quá coi như là hy vọng quá, và coi như là tức là thần thánh hóa một cái gọi là một cái nghệ thuật quân sự của Trung Quốc cổ xưa hay là bây giờ. Tôi thấy cũng là cổ xưa cũng bị Việt Nam nó đánh, mà bây giờ cũng bị Việt Nam nó đánh, đến bây giờ Việt Nam chả ngán gì, cái suốt ngày là coi như là cái binh pháp tôn tử gần như là số 1 của thế giới, thế là chỗ nào cũng là binh pháp tôn tử. Hay là nhiều khi là một ai đó vài người là chỉ có biết mỗi cái tôn pháp binh pháp đó là cứ đem lại cái phổ cập, ồ đúng là binh pháp tôn tử đó, đúng như bài đó là nọ kia. Hoặc là chúng ta xem những cái Tây Du Ký, hoặc là xem những Tư Mã Ý, Tư Mã Thiên, rồi những cái thời kỳ mà Xuân Thu rồi nọ kia, là bây giờ cái gì cũng là ấy cả, là binh pháp tôn tử. Thì tôi không đề cao cái chuyện đấy các bạn nhé. Cái hay thì mình nghe, chứ còn nếu mà nghe theo mà nói bắt chước theo, rồi thậm chí là cái người thắng nó cũng bảo là học theo cái bài của nó là thầy dạy của cái chuyện đấy, thì làm sao mà thắng nó được. Không lẽ nó dạy mà nó là nước ngoài thì lại khôn hơn Trung Quốc được, ví dụ như thế. Cho nên là thắng là thắng thôi, chứ đừng nói còn cái bài vở nào thì người ta áp dụng đủ thứ tinh hoa của nhân loại, chứ không phải là áp dụng cái binh pháp tôn tử. Rồi như hôm qua thì chúng tôi cũng đưa tin là bà Shevchukova từ chức, thì bà làm thiếu tướng, là tức là tay hòm chìa khóa của Bộ Quốc phòng Nga. Như vậy là các cái cuộc mà nếu mà người ta dùng từ thanh trừng cũng đúng, mà bây giờ thì người ta chúng ta nói dùng từ thanh lọc cũng được, hoặc là chúng ta đang nói là có những cái sự cải cách vân vân, thì đó là cách nói thôi. Nhưng tóm lại là coi như là nó đang có một cái sự là coi như ra đi có rất nhiều tướng tại Nga, mà sợ nhất đó là gián điệp, tức là tay trong thế thôi. Chứ còn nếu mà nó là thí dụ như nó tham nhũng thì nó cũng là đỡ, còn đỡ hơn là coi như nó cung cấp hết thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho bọn nước ngoài, cho kẻ thù, với là nguy hiểm hơn. Chứ còn cái tất nhiên là nó đục ruỗng trong cái các cơ quan thì rõ ràng nó cũng là nguy hiểm, nhưng mà nói dù sao nó cũng có cái là
nó cũng đỡ hơn. Thì nếu mà những tay hòm chìa khóa, ông kia thì hối lộ, ông kia thì tham nhũng, thì tôi nói là tội đấy cũng còn đỡ hơn. Còn là bán, tức là bí mật quân sự quốc gia cho kẻ thù, cái đấy tôi cho là nguy hiểm nhất, đặc biệt là trong cái cuộc chiến như thế này. Thì hiện nay thì bên Kiev đã có cái, tức là cái chủ trương là đưa tù nhân ra ngoài trận, đã nhận được 350 tù rồi, hiện nay đã đưa về các đơn vị. Về hiện nay cái huấn luyện của bên bên Ukraine này thì người ta nói là gần như là không huấn luyện, một ngày đến ba ngày thôi. Nhưng mà trong các cái báo cáo cho các quan thầy, không biết các quan thầy qua đây để mà có những xem xét cái gì, tức là gọi là soi cái gì ở đây thì không biết, nhưng mà vẫn báo cáo là 3 tháng huấn luyện và một số cấp thiết chỗ khắc cốt thì chỉ 1,5 tháng thôi. Nhưng mà tôi nói thật đấy là tôi hồi xưa tôi cũng đã từng làm quân lực của tham mưu quân khu đấy. Tức là trong đó nó có một bộ phận gọi là tổ chức động viên, hay nói có cái khác là tuyển quân đấy các bạn, quân lực mà, thì nó có cả cái công tác đó. Thì tôi nói thật là cái số liệu này bảo đảm của Kiev là số liệu ma rồi, số liệu ma chắc luôn à. Tức là thì ví dụ như anh có 10.000 quân, nó ăn uống ở đây 3 tháng à. Nó ăn uống 3 tháng, huấn luyện 3 tháng, súng ống ngoài ăn chơi nhảy múa thôi, coi như không phải là ăn chơi nhảy múa mà tức là cứ lăn lê bỏ toài, tức là huấn luyện là trong vòng 3 tháng như vậy thì coi như là bao tiền, đống tiền đó các bạn nha. Nhưng mà nếu mà nó bây giờ nó không trong cái trung tâm huấn luyện này, mà bây giờ nó ngày thứ nhất là nhận ở cái chỗ Krum hay gần cái chỗ, ví dụ tôi nói chỗ Uma này, ngày thứ hai đã thấy nó ở Kramenchuk rồi, ngày thứ ba thì bây giờ thấy các cốt, và ngày thứ tư thì nó chết mất rồi, mà nó vẫn còn danh sách đang học ở cái chỗ trung tâm huấn luyện Kiev. Tôi nói ví dụ cho các bạn trẻ, tức là tưởng tượng ra đấy. Tức là nó vẫn đang được ăn tiền, nó chết rồi mà vẫn được ăn tiền các bạn nhé. Mà ăn tiền đây là chỉ huy ăn tiền, sĩ quan ăn tiền, cái đám tuyển quân này nó ăn tiền này, nó là như vậy. Cho nên là bên không tin được cái chế độ này được, chứ không phải là nó đủ kiểu bây giờ mày chết rồi tao vẫn ăn, mày đang sống tao cho mày chết rồi, mà mày chết rồi tao cũng ăn, mà chết rồi mà vẫn đang sát sống, cái kiểu như vậy. Đến chết rồi xong rồi ăn là sao, tức là bây giờ nếu mà chết thật rồi cho 3 tháng sau thì nó chết thật, chứ thực tế là 4 ngày sau nó chết rồi mà đây đang ăn cho hết cho 3 tháng, hết 3 tháng sau là nghe tin thằng này chết thật rồi, đưa ra mặt trận nó chết thật rồi, mà trong khi đó nó chết là 4 ngày mới đang chết, là tức là người ta ăn ra nó được là 2 tháng 26 ngày. Nói ví dụ á, chết rồi thì bây giờ là nó là không cho chết. Chết thì là phải có tiền tuất. Đấy, nếu tiền tuất cho cái thằng chết nó hưởng thì không nói làm gì, mà tiền tuất là cho cái người sống hưởng thì người sống là không nhận được cái tiền tuất này. Nó đang ăn mà. Cho nên tôi nói là cái này là nó không bao giờ thắng được Nga là chỗ đó. Hiện nay tù binh bây giờ hai bên là Nga nó cũng không muốn trao nữa, không trao đổi nữa. À, bởi vì có một số lý do, tất nhiên trao đổi thì cũng bên nào cũng được cả. Đấy. Nhưng mà hiện nay là bên này nó chơi gian, nên vẫn biết là thí dụ như trao đổi thì ta cho mày trả mày một cái thằng lành lặn thì mày phải trả tao một cái thằng lành lặn, bây giờ gọi là đuôi mù ấy, hoặc là gần chết, hoặc là què chân què tay đâu, phải hai ba người phải cáng về. Cho nên bây giờ có những cái là coi như là phải xem lại về cái trao đổi tù binh này. Đấy, có rất nhiều vấn đề. Và bây giờ chúng ta đi vào mặt trận. Thì như hôm qua chúng ta nói là hiện nay Nga đang tập trung quân rất đông ở phía Bắc, biên giới phía Bắc, phía Đông Bắc cũng như là phía Bắc của Ukraine. Tức là cứ để cho bên kia không biết thế nào mà lần. Do mà nhiều khi là bên Kiev nó lại bảo là có khi nó nói vậy nhưng mà nó lại đánh chỗ kia, nó đánh chỗ này, nó dàn quân chỗ này đánh chỗ kia. Nhưng mà nhiều khi là đấy là có thể thôi, nghi thế thôi, chứ còn có thể quánh thật, dàn quân và đánh thật, chứ không phải là dàn quân mà lại đánh giả chỗ kia. Cái gì nó cũng có thể xảy ra hết. Mà trong cái điều kiện hiện nay là gần như là đang những cái đi về giai đoạn cuối của cái cuộc chiến này rồi, thì những cái gì cũng có thể xảy ra và đều có thể nguy hiểm và đều có thể là kết luận vấn đề hết. Đấy, cho nên không thể sơ sảy được. Mà không sơ sảy được thì nó bên kia nó càng phải căng ra. Đấy, anh có 100.000 quân thì anh tính về 20 điểm nó khác, mà 30 điểm căng ra 30 điểm khác, mà căng lên 40 điểm đến 50 điểm nữa là khác. Rồi cái điểm nào là điểm quan trọng, điểm nào là cái điểm cái gọi là yếu huyệt, cái chỗ nào là cái chỗ là coi như là vân vân và vân vân, thì cái đấy là chúng ta các bạn cứ tự nghĩ ra là thấy được Nga hiện nay đang chơi cái bài như vậy.
Bây giờ cái phía khu vực phía bắc của Kharkov thì chúng ta thấy là Nga đây hiện nay là chúng ta thấy là cái súng ở bên đỏ là bên Vovchan và xanh thì là bên Lipsy. Thì xung quanh cái rừng này, rừng rất rậm này, cái rừng này là nó sẽ tới vào tới Kharkov. Đấy. Và Nga thì chúng ta trước đây chúng ta đã phân tích nhiều rồi, Nga là không có đánh trực diện vào đây. Đấy. Không đánh trực diện vào đây mà sẽ đánh là cái phía bên này và cái phía bên này. Sau đó là cái quạt vô, hồi xưa tôi vẽ lâu lắm rồi, các bạn nào mà theo dõi từ đầu đến cuối thì các bạn vẫn nhớ cái câu chuyện này. Đây là, xin lỗi cho cái màu trắng đi. Đấy, chúng ta cho cái màu trắng, đây khắc cốt. Là sẽ đánh vào cái khu vực này. Sau, mà đánh trực diện thì bao giờ là người ta cũng che chắn rất là tốt. Xin lỗi cái màu này, cái nhầm hoài. Đây là người ta che chắn rất là tốt, đấy, các cái khu vực này. Nếu mà anh muốn đánh vào trực diện từ phía Nga, gần nhất từ cái điểm gần nhất qua đây, chỉ còn anh đánh từ đây đánh qua đây thì nó khác rồi, xa rồi, lòng vòng rồi. Cho nên là nếu đánh trực diện ở đây thì chắc chắn là sẽ không thành công, và chúng ta thấy là họ rất là chắc chắn gần như là đánh vỗ mặt. Đấy, trừ trường hợp anh câu pháo bom hết cái gì, chứ còn nếu mà đánh bằng bộ binh xe tăng cái thứ mà đi thế này thì chắc chắn khó rồi. Và đúng vậy, chúng ta thấy đây cái cụm trắng trắng này này có cái súng xanh, đó chính là Ukraine đang kiểm soát. Tức là đánh vào hướng này đánh không được, đánh vào hướng Lipsy cũng đánh không được. Đấy, bây giờ nó thể hiện rõ này. Thế bây giờ chúng ta vào chỗ Lipsy này. Lipsy này thì trước đây có rất nhiều các cái hệ thống Patriot hoặc là S-300, hệ thống phòng không để mà che chắn nếu mà trong trường hợp mà Nga bắn sẵn Kharkov. Cho nên họ cũng đây rất là chắc. Và sau khi lực lượng tiếp viện lên thì chúng ta thấy là Nga đã không tiến lên được, mà Nga chỉ cứ dừng lại khu vực này. Đây là cái tam giác mà đây nó ngã ba, đây là cái ngã ba, đây có cái ngã ba, mà dưới này có một cái ngã ba. Đấy, đây là Sukiyev. Thì chúng ta biết là hồi đấy là Nga đang oánh rất là ác cái chỗ này, và cái hướng này đây, chúng ta thấy các hướng này là sẽ đi xuống cái dưới này ngã ba này. Nếu lấy được ngã ba này là rông xuống Kiev luôn, tức là trung tâm Lipsy rồi. Đấy, thì đây vẫn là khu vực Lipsy. Đây có rừng, có sâm, có đủ thứ hết. Thế là Nga tấn công thời điểm đó là trong 3 ngày chúng ta thấy là lấy xong, tức là lấy được ở Lubuka này, xong rồi Lukyansk và đánh thẳng xuống dưới này. Đấy, chúng ta thấy đánh thẳng xuống này. Thế là coi như là lúc đấy cũng đang gần đây rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là mất dần. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy là còn cái bên này. Tức là đã rất rất xa cái ngã ba này, thậm chí còn rất xa cái ngã ba này. Đấy. Thì bây giờ bảo là Nga đang tấn công và Nga đang thắng thì tôi cũng chả biết là người ta lấy cái số liệu, cái tài liệu ở đâu, mật ở đâu, chứ còn tôi thấy là càng ngày càng xa dần. Trước đây nó nằm ở đây này. Hay nói cái khác là gì? Là cái hệ thống phòng thủ ở đây rất tốt, cái tiếp viện đây rất tốt, hoặc là Nga là không muốn tấn công trực diện ở đây như lúc ban đầu, mà chỉ là coi như hù dọa thôi để tấn công hướng khác. Đấy, thì đây chúng ta phải thấy là hiện nay chúng ta là đang cái hướng này. Cái hướng này xuống Serana, cái khu Serana thì nó lại lõm vào, cho nên Nga phải cố gắng mà nắm giữ cái khu vực này. Tôi nói ví dụ đây. Đấy, ví dụ đây là Serana của Nga này. Đây thì chúng ta vẽ rất nhiều lần, đây là Nga nó lõm vào đây, đây là đất đây là đất Ukraine, đất Nga. Đấy thì chúng ta nói rồi. Đây nếu mà nói về biên giới thì là trước đây nó là biên giới, nó là đây này. Đây biên giới này. Đây cái chỗ này lên đây chứ, chỗ này lên đây. Đây đây. Đấy thì bây giờ biên giới đây chứ đây, xin lỗi. Đây nó lõm vào đây. Đây biên giới đây. Thì là Nga lõm vào đây cũng Serra, đến bây giờ cái Lukyansk này cũng gần Serra này, nó cũng gần ngay đó. Thì bây giờ Nga bắt đầu là đánh xong trong, tức là từ ngày 10 đến giờ thì chỗ Nga đã chiếm được là tới đây, còn chỗ Serra vẫn vậy. Chỗ Serra đúng ra là anh phải ra tới đây này mà chưa ra được này các bạn. Đấy, tức là bây giờ là cái thay vì cái trắng trên là cái biên giới cũ, thì bây giờ cái biên giới mới của Nga, tức là cái vùng vệ sinh, nó đã nằm xuống tới gần Lipsy và bên Vovchan đây thì đang đánh nhau. Thì Syria vẫn là Nga, đông nam là như vậy. Lẽ ra là cái chỗ này của Nga phải đệm tốt như thế này, nhưng hiện nay cái chỗ này chúng ta thấy khó khăn. Bây giờ chúng ta đi ra cái khu vực Vovchan này. Vovchan này thì trước đây là Nga đã chiếm hết toàn bộ phía bắc, nhưng mà đến bây giờ bên kia nó lại lán sang phía bắc. Đấy, thì bây giờ Nga tiếp tục đánh, và hiện nay là cái phía nam này là Nga đã lấy tới cái túi dưới này rồi. Thì đây cái sông thì chúng ta biết rồi. Đấy, đây là cái sông. Thế thì bây giờ nó có cái cầu ở đây, thì ngày hôm qua là coi như là
chúng ta thấy là Nga đang đánh cái chỗ này rất là hăng này, thì là ngày hôm qua là đây là bắt đầu các cái lực lượng của bên Ukraine bắt đầu là người ta bỏ chạy, tức là rút lui về cái hướng này rất nhiều bằng xe tăng. Nếu mà tôi sẽ đưa một số cái video nó thể hiện, tức là minh họa cái chỗ này, nếu mà các bạn thấy được thì chúng ta biết là đây là cái cầu chỗ này để vượt qua sông để qua phía Nam, thì đã bị đánh ở đây rất là tơi bời, có thể nói là nằm vĩnh viễn tại đây rất là nhiều. Ngoài ra sau khi Nga đã lấy xong cái túi tất cả đây rồi thì chúng ta trước đây đã lấy rồi, nhưng mà sau đấy còn lại cứ tức là đánh qua đánh lại thôi, đến bây giờ bắt đầu Nga tiến sang cái khu vực này, tức là chúng ta thấy là đánh vào cái khu vực cái túi mà bên Ukraine thời gian vừa rồi là người ta chiếm trở lại, đang chiếm trở lại khu vực này. Thì chúng ta biết là lực lượng Nga ở đây thì rất đông, và thậm chí hải mìn họ không thể qua được, không qua được, thì cuối cùng bây giờ bắt đầu Nga đánh. Nhưng mà cái lực lượng mà nó đã chui qua đây rất là đông, cái lực lượng hiện nay là trong cái túi bên này rất đông. Thì hôm nay Nga thì không đánh trên này, mà bắt đầu là Nga bắt đầu bỏ bom ở cái khu vực này, tức là ven sông ở bờ Bắc các bạn nhé. Tức là nắm cái gì TOS, tức là cái phun lửa đấy, và Pháp, tức là cái bom lửa, bom thông minh là Pháp 1500 đánh vào khu vực này. Cho nên chúng ta thấy hoàn toàn cái khu vực này đã bị bao vây. Thì trước đây là một số chúng ta thì nói rằng là để mất nhiều quá, nhưng mà đây có lẽ lại là cái bẫy. Thì trước đây nếu mà cách đây khoảng cỡ 10 tập đấy, tôi có nói là đây là cái bẫy hay là cái sự rút lui của Nga. Cái trap tức là cái bẫy đấy mà. Đó. Đây là cái bẫy hay là cái, thì bây giờ nó là cái bẫy rồi. Bây giờ chính xác nó là bẫy rồi. Thì hiện nay chết rất nhiều. Và đặc biệt là cái chỗ khu vực mà phía Tây Nam mà Nga đang tấn công này, thì họ đang rút lui về hướng này. Nhưng cứ rút lui về tới bờ sông thì nó ứ lại đây, thì là nằm lại hai bên bờ sông rất là nhiều các bạn nhé. Còn cái cầu này tôi thấy cũng phá. Cái cầu này có thể nói là cái cầu lớn nhất ở cái khu vực này. Chúng ta thấy cái đường rất to rồi này. Đường rất to. Thì cái chỗ Vovichan này thì và Lipsy thì chúng ta cứ hiểu vậy thôi. Tức là đây Nga đã tạo thành cái túi, và nếu mà cái túi này Nga dập trong một vài ngày tới thì toàn bộ phía Bắc này nó sẽ trở lại với Nga. Rồi chúng ta sẽ nghe toàn bộ phía Bắc của sông Vovichan nó sẽ thuộc về Nga. Còn khu vực Lipsy thì chúng ta cứ biết thế. Đấy, nó là đây là đánh trực diện vào. Đấy, từ đây mà đánh trực diện vào thì chắc chắn là khó rồi. Cho nên là Nga cũng chả duyệt gì mà đưa đầu vào cái chỗ mà cái lưới lửa của người ta. Bây giờ chúng ta đến cái khu vực này, Kupian. Đấy, thì Kupian nó có hai cái gọi là Kupian chính này các bạn nhé. Với một cái Kupian nó gọi là Vulovi. Vuslovi là ở đây. Thì hôm nay Nga đánh một cái cầu ở cái chỗ này. Đấy, cầu đây, cái cầu chỗ này đấy các bạn. Đây, đánh nát cái cầu này rồi nha các bạn. Đấy, chúng ta thấy đây là nó cái đường, nó là đường bộ đây. Đấy, cái đường bộ nó ven sông, đi ven sông. Đấy, còn cái chỗ này là băng qua sông. Đấy, sông cái Osko rồi. Cái sông này thì nó lớn rồi các bạn. Đấy, thì đã đánh cái này là một. Cái thứ hai nữa là cái khu vực này là chúng ta biết là Nga đang đánh xuống này. Cái chỗ này là chúng ta biết là Sikorka. Sikorka là Nga đang đánh xuống khu vực dưới này. Thì hiện nay là đang gặp các cái tuyến phòng thủ rất là chắc của bên này. Còn cái chỗ này mà đây nó gọi là Ivanovka, thì mấy ngày nay tôi có nói rồi. Rồi Kislovka cũng đang đánh ra, và chỗ Koliarovka. Còn cái đây là Pishchan, cái chỗ này có hai Pishchan, đây là Pishchan này dưới này, đây là Pishchan này trên này. Cái trên này nó là công sự là tốt nhất, cái thành trì của nó, tức là nó chắn cho cái Kupian bên này. Thì hôm nay Nga cũng đang tức là pháo kích vào cái có ở đây, nó có cái đường nhỏ nhỏ đó các bạn nhé, từ Pishchan, chứ nó không cô lập đâu. Đấy, là nó là Nga đánh vào khu vực này. Tabayka, Brestova, Nga cũng đang đánh xuống. Cái Pishchan này có khả năng sẵn Nga sẽ lấy trước. Chỗ này thì tôi chưa dám nói là bẫy, cũng có thể là bẫy, nhưng mà có cái là hiện nay thì cứ lùng nhùng cái chỗ này để cho bên kia nó có vẻ nó thấy thắng rồi nó lao vào rồi vào cái cạm bẫy, cũng có thể như vậy. Nhưng mà hiện nay thì nó đang, khi nào nó thành bẫy và nó chết đấy, nó bị tiêu diệt đấy, thì lúc đấy là chúng ta được đúng là bẫy. Thì bây giờ là đang tạo bẫy, mà muốn tạo bẫy thì Nga phải đang ở đây, tức là đang lùng nhùng ở đây với cái quân của Ukraine. Mà chính vì lùng nhùng ở trong này cho nên là Nga không đánh bom vào được nữa. Đấy, tức là các lính cả hai bên thì lẫn lộn thì không thể đánh bom được nữa, mà chỉ đánh theo cái tọa độ. Mà theo tôi có lẽ là các trinh sát là nó len lỏi khắp nơi, xong đó là đọc tọa độ cho pháo binh hoặc là bom
là bay đến, nhưng mà rõ ràng cái khu vực này nó đang rất là khó khăn, chưa dứt điểm được, mà cũng bây giờ rút thì không thể rút rồi, nhưng mà tấn thì cũng không tấn được. Chỉ có một cách là lên cái chỗ mà Kalinina, và hôm trước mà chúng ta nói là còn Nga thậm chí còn đi cả đi vòng vòng lên trên này nữa cơ. Đấy, thậm chí là cả chỗ với Georgia trên này nữa. Và cái chỗ này thì hiện nay là chúng ta thấy là chưa vượt qua được cái chỗ này, bởi vì nếu đến là đến được cái đập đây. Nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là UAV cũng đang quan sát ở cái khu vực cái đập này rất là nhiều ở khu vực này. Còn trong trong khu vực 1, khu phố 1 chúng ta cứ gọi là tiểu khu 1 đi cũng được, hoặc tiểu khu phía đông Canaan kênh thì cũng vẫn tiếp tục đang đánh bom. Nhưng nói tóm lại là khu vực này vẫn chưa có chưa thấy đường ra, hay nói cái khác là chưa tổng tấn công được cái khu vực này. Còn phía dưới này thì chúng ta thấy là cái chỗ Ivanovka và Krychivka thì đã bay hết rồi, mà hôm qua chúng tôi nói có một cái lữ đoàn là nó năm đấy, là nó mất sức chiến đấu rồi. Thì bây giờ Nga cố gắng, Nga làm sao mà cái trám được cái chỗ là cái chỗ này, cái phải ra dần cái khu vực ngoài này, tức là để nối Krychivka cùng với Ivanovka với con kênh này. Nếu mà Nga lấy được toàn bộ chỗ này thì mới nói chuyện là trả xuất ra được. Đây trả xuất ra đây, chúng ta thấy là đây cái chỗ này, nếu Nga đây là con kênh, đây là con kênh thì Nga phải lấy được cái chỗ này. Androvka lấy rồi, Krychivka lấy rồi, Kurumovka thì nó ngay kênh rồi. Thì đây là con kênh, đây con kênh thì chúng ta cứ vẽ lại, chứ nhiều khi là anh chị lớn tuổi là không có quan sát được. Đấy, đây con kênh này các bạn. Đấy, bây giờ đây trái sốt ra đây, đấy, Kalinin này, cái chỗ cái đập đây, đấy đi lên. Thì bây giờ phải bám sát được đây này, thì lúc đấy là tất cả cái vùng đất này, phía nam này là đánh lên đây rất sướng. Còn cái lúc nãy chúng ta nói cái chỗ mà Buanovka hoặc Kalinina này đánh qua được cái đập này thì lúc đấy cũng lại đánh xuống trà xuống ra. Còn cái chỗ phía đông này, cái tiểu khu đấy thì nó là ở chỗ này đấy. Còn nếu trong trường hợp tất cả đây mà qua sông được rồi đấy, qua kênh được rồi đấy, thì lúc đấy thì tất cả đây là sẽ đánh lên trên này thì trà xuống ra không chịu nổi. Mà cái phía dưới này nó quan trọng là không chỉ cho trà xuống ra trước mắt, mà nó sẽ là cho cái Konstantinovka trong tương lai gần đấy, chứ cũng không xa xôi gì. Stupotsky chúng ta đã bắt đầu nói nên cách còn cái tên này. Nhưng mà hiện nay cái trà xuất ra chúng ta biết là nó là cứng, rất là cứng. Không những cứng về nghĩa đen mà kể cả nghĩa bóng nữa. Cái công sự hầm hào, hầm cố, kiên cố, thành trì, pháo đài, mà còn cứng ở cái chỗ mà coi như toàn cái bọn lì đòn ở đây. Và cái số lượng, tức là quân số của bên Ukraine bên này cũng rất đông. Cho nên nó cứng một cách thật sự các bạn nhé. Thì hiện nay là nếu mà xong cái trà xuất ra này thì nó mở toàn cái cánh cửa cho Krabatov hoặc Konstantinovka cũng như là Druzhkovka và Slavyansk. Tại đây là chúng ta thấy rất trắng rất cao, và từ đây có thể nhìn thấy tất cả các thành phố khác bằng các cái hệ thống, tức là các cái khí tài của quân đội. Phía dưới này thì chúng ta thấy là rất là nhiều chi chít. Thì cái khu vực này là cái khu vực vòng tròn mà tôi hay vẽ. Thì hiện nay bắt đầu Nga là đông đánh ra, bắc đánh xuống, nam đánh lên, thì đó chính là khu vực Uman. Uman trước đây thì chúng ta thấy phát triển về hướng Tây nhiều hơn, tức là tới cái khu vực rào nước cảng, tức là hồ và sông. Nhưng bữa nay bắt đầu đi lên phía Bắc, đánh lên phía Bắc chứ không đánh ra phía Tây nữa. Còn chỗ Shimanovka này thì hồi xưa đó là chúng ta nói nhiều rồi, tức là cái chỗ đấy gọi là cái đệm thôi, chứ còn bây giờ bắt đầu đánh ra. Và cái khu vực Berdichi bắt đầu đánh ra. Còn riêng cái chỗ, cái trung tâm ở đây nó là như hôm qua tôi cũng nói, nó là Novosilovka, cái chỗ mà trung tâm Abraham. Thì hôm qua hình như cũng một hai chiếc Abraham bị cháy ở đây, không biết là cái cũ người ta bắn lại hay là bắn mới, thì thấy hai cái xác là đang bốc khói tại chỗ này. Nếu mà hai em này nữa thì như thế là 8 chiếc. Cái lực lượng Ukraine ở đây mà chạy rất là khó, bởi vì các cái cầu ở đây chúng ta từ hôm trước chúng ta nói rồi, Nga đã phá các cái cầu đây rồi. Đấy, cho nên đi chạy cũng rất là khó. Đấy, cái chỗ này cũng là cái túi lửa, sau đó là Nga sẽ phát triển chỗ này. Cái chỗ này nó quan trọng bởi vì nó liên quan đến Pokrovsk các bạn nhé. Nó ở Pokrovsk là rất là gần. Chúng ta xuống cái khu vực dưới này, chỗ Netailove. Netailove thì bữa nay là tốt rồi. Đấy, hôm trước thì chúng ta thấy là chỉ có một tí thôi, sau đó bây giờ xuống đây, bây giờ bắt đầu xuống dưới này và bây giờ là qua đây. Và hiện nay thì đang hướng tới chỗ Karlovka. Karlovka thì hiện nay là đã đến cái khu vực này. Trước là chúng ta thấy là tới cái bờ hồ này thôi, nhưng bữa nay là đến đây rồi các bạn nhé. Đánh các hướng, chúng ta thấy bên đây có cái đập, hôm trước đánh cái đập đây là nó lênh láng xuống dưới Krasnogorovka dưới này.
Còn riêng cái khu vực Krasno, còn cái khu vực này có giải tỏa rồi các bạn nhé, không còn cái túi thiết như đây là Nga, hiện nay là cái chỗ này là vùng xám rồi chứ không còn pháo đài gì nữa. Còn Krasnogorovka thì tôi thấy là cái khu vực này là tiếp tục Nga đang nã pháo vào các cái xe tăng của Ukraine, nó chạy từ công viên nó chạy tới, hiện nay nó đang ẩn nấp vào tất cả các các cái tòa nhà cao tầng len lỏi trong đó, và tăng Nga cũng vậy, đang đầu tăng ở khu vực này thì không hiểu tại sao. Cho có lẽ là cái chỗ này xong thì nó mới giải quyết xong cái toàn bộ cái khu dân cư này. Thực tế thì nó cũng là rỗng thôi, nó cũng không có cái hệ thống gì phòng ngự cả, nó chỉ có mỗi cái chỗ này nó liên quan đến các cái chỗ này trước đây mà Nga tuy chiếm được rồi, nhưng mà nó hầm hố công sự và các cái tòa nhà cao thì nó cũng là che chắn rất tốt cho các cái lực lượng Ukraine ở đây. Hiện nay đây cái chỗ này là Nga cần phải nhổ. Chúng ta nói là mấy ngày trước là có một số cái trung đội của Nga cũng đang lẫn lộn ở trong này để mà chiến đấu, thì chúng ta thấy là chưa chưa đầu đâu, vẫn vẫn chưa giải phóng được cái chỗ này. Còn Georgia thì cũng đang cố gắng đang tiến lên cái chỗ maximum này rồi, đây gọi là Maximushanovka. Còn cái chỗ này thì hiện nay cái phía tây này bên Ukraine nói rằng là họ đang giữ vững cái tây của Parakhovka, quyết là chặn Nga tấn công Konstantinovka. Cái này có lẽ cũng là chậm chứ cũng chưa thể nhanh được. Đây là cái mỏm Vremica, tức là cái chỗ mà sáu cái làng này, cái năm ngoái đây, thì cái chỗ Stromozhska này thì có một số cái thông tin là đã là giải phóng hoàn toàn. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phía bắc này nó còn phía bắc trên này, đây nó cái chỗ này thôi, cái chỗ này thì Nga giải phóng rồi các bạn này, giải phóng luôn rồi. Thì bây giờ nó chỉ có một số cái trang trại ở đây thôi, mấy mấy cái trang trại này có, tôi nghĩ là bên Ukraine nó đang rút về đây, coi như trú ngụ ở đây và sẽ bị tiêu diệt thôi, chỉ còn Nga cũng không để thoát cái đoạn này. Thì hôm qua mấy ngày nay thì chúng ta toàn nói cái khu vực này, Urasne này thì đánh trước, nhưng mà sau đó là Stromozhska đánh sau. Sau đó thì chúng ta thấy là vừa đánh lên từ lên lên phía bắc và vừa đánh sát vào cái con sông. Chúng ta biết con sông này nó ngoằn ngoèo, nó chỉ nối với Urasne, nó có một cái cầu thôi, là cái cầu phía nam này, đây là cái cầu. Đấy, chúng ta thấy là nó đây là cái sông này, Morkishale River, đây thì nó có cái cầu qua đây. Thế từ cái chỗ mà đấy qua đây thì là nó sẽ qua tới Urasne, tức là từ hữu ngạn một sang tả ngạn. Thì hiện nay thì Nga là đang tiến đến cái chỗ, tức là cái huyết mạch đây rồi, tức là cái từ cái chỗ mà con sông qua cầu qua đây thì là cái lực lượng bên này đã giải phóng hoàn toàn, thì người ta trào qua đây và trên này đánh lên. Thì chúng ta thấy là mấy ngày trước thì cũng UAV của Nga nó cũng bay rợp trời trên này và thậm chí pháo kích vào cái đường chính này, thì bây giờ bắt đầu đánh lên và cái chỗ bên này đã giải phóng rồi, đánh sang thì cái mức độ mà lấn lên giải phóng nó sẽ rất là nhanh cho cái Ukraine này. Mà mặt khác nó đây nó là một con đường chính đi lên thẳng luôn, gọi là Novosinka ở phía trên, tức là mỏm Vremica. Còn một đấy là bên phía bên 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 tả ngạn, còn bên 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 hữu ngạn này nó sẽ còn đánh Makarovka, rồi đánh mấy cái làng nữa thì mới lên tới nơi. Chúng ta nhìn lại đây thì đây thì Nga sẽ tiến theo cái đường như thế này. Đây đây Urasne, đây nó có, lúc này tôi nói có một cái đường bộ đây, nó tôi vẽ đây thì nó lấp, các bạn thấy tôi vẽ bên cạnh rồi đó. Đây là Velika Novosinka, đây là mỏm Vremica. Thì còn đây, còn cái này kiểu Ostromezher thì nó sẽ lên Makarovka, sau đó đây là Starojava, sau đó lên Nakuchne và lên tới đỉnh, đó là Vremica, là hết 6 làng. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này có một cái làng nữa, Balanovka này là 6 này các bạn. Còn Vremica này nó không tính là làng. Cái chỗ này đó là một cái cụm coi như cái dạng như là công nghiệp, nói chung là trung tâm. Còn cái phía bên phải này, tức là bên tả ngạn nó còn một cái sông nữa. Thì đây là Nga đang tấn công theo lối đó. Đây, còn cái thị trấn nữa, chứ quên cái làng này. Đây, Balanovka này. Thì nó thẳng với cái đường này với ông Urasne lên đây là có cái ông này nữa. Đó. Là 6 làng. 1 là điểm danh này. 1 2 3 4 5 6. Đấy, 6 cái làng mà nó hết 100.000 quân cái thời điểm đó. Rồi, chúng ta bây giờ đi đến hướng nào? Còn cái hướng này thì chúng ta biết là Nga đang cố gắng sẽ tấn công vào cái chỗ này là cái thành trì đây. Đấy, một cái công sự pháo đài để kiên cố chắn chỗ Orykhov. Đấy, cái chỗ này Orykhov thì chúng ta biết là rất là lớn, nhưng mà trong này nó cũng tan rồi, nát trong ấy rồi. Thì hiện nay là Nga phải vượt qua chỗ này, nó rất nhiều cái đường xá
các cái đường, chúng ta thấy là trước đây là đánh các cái đường này mình xuống rất quan trọng. Cái khu vực này thì tôi thấy không có gì mới. Vậy thôi, còn cái riêng cái chỗ mà Sabi, cái chỗ mà Lvov hôm qua thì mấy ngày nay bây giờ nó đau quá, bây giờ nó mới đang kêu các bạn nhé, đang kêu rất nhiều cái chỗ các cái 300 tên Anh, Pháp, Ba Lan, Mỹ, Ukraine thì người ta cho rằng đây là cái đám này đám phi công này. Nếu mà cái đám này mà chết thì coi như là các sĩ quan mà lo lót về từng từ coi như từ khâu bay, khâu vận không lưu cho đến mặt đất, cho đến xăng dầu, cho đến tóm lại là coi như là huấn luyện và cũng như là lo cho vấn đề F-16 là cái chỗ này thì đã bị đánh. Còn Thụy Điển chúng ta biết rồi, hôm qua là đã tặng cho Nga, cho Ukraine là hai cái máy bay cảnh báo sớm và điều khiển từ trên không, tức là nó có cái hiệu của nó là AEVCS, thì cái này cũng rất là quan trọng. Mà mấy ngày nay bắt đầu là Global Hawk tiếp tục là bay rất nhiều, mà bữa nay là bay gần cái khu vực Novorossiysk, gần cầu Crimea, gần Krasnodar, thì không biết nó đang theo dõi cái gì chỗ này. Mà chúng ta biết là cái Global Hawk nó nhìn cũng rất là xa nha các bạn nhá, nhìn xa, nhìn chính xác. Nếu mà đứng lâu là nó nhìn càng chính xác, tức là nó định vị lại. Cho nên Nga nếu mà không xử lý cái chỗ Global Hawk này thì sắp tới đây khu vực này nó sẽ lại có vấn đề gì đó. Vậy thôi, đấy là tất cả những cái thông tin chúng tôi muốn cùng các bạn thảo luận. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.